cửa hàng Ấm Lý Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Rất mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý vị và các bạn trong một clip test sản phẩm gửi những vị khách hàng ở xa. Vâng, clip của ngày hôm nay ngày 3/7/2021. Cửa hàng Âm Thanh Lý Hạnh xin test một chiếc đài IVA có modem là TPR424. Chiếc đài này thì về hôm trước rồi, cửa hàng Âm Thanh Lý Hạnh hôm qua có thông báo lại để cho quý vị và các bạn khỏi quên sản phẩm. Thì đã có bác khách hàng có địa chỉ tại Hà Nội đã chốt đơn. Vâng, anh là những vị khách hàng cũng mua sắm rất nhiều các thiết bị bên cửa hàng cung cấp rồi. Cửa hàng xin test và đóng hàng sớm để gửi cho anh khách hàng có đơn đặt hàng một chiếc đài IVA còn rất là đẹp nhé. Vâng, cùng với đó thì cửa hàng có về được một chiếc đài nhỏ xinh, có hai chiếc thì một chiếc có tai nghe cũng đã có chủ. Xin gửi vị khách hàng có địa chỉ tại Đống Đa, Hà Nội. Và một chiếc lắp Mika của đầu băng cối thì cũng đã được bác khách hàng chốt đơn. Vâng, trong ngày hôm nay thì cửa hàng nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của khách hàng muốn chốt chiếc lắp Mika trái tim này. Nhưng sản phẩm chỉ có một thôi thì cửa hàng xin gửi cho một vị khách hàng chốt đơn sớm nhất trong buổi sáng của ngày hôm nay. Vâng, và ở clip này thì có 4 vị khách hàng chốt 4 thiết bị như sau. Xin gửi cho anh Trọng là một chiếc lắp Mika có địa chỉ tại xóm 3, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An. Anh đặt một chiếc lắp Mika và anh cũng là vị khách hàng từng mua các thiết bị bên cửa hàng cung cấp rất là nhiều rồi. Vâng, còn xin gửi 3 cuốn băng đài có địa chỉ tại tiểu khu 11, thị trấn Lâm, Ý Yên, Nam Định. Vâng, 3 cuốn băng thì về hôm qua thì khách hàng cũng đã chốt này. 3 cuốn băng này thì giá chỉ 250.000 một cuốn thôi, còn đâu cửa hàng bán băng là không bao ship cho khách hàng đâu ạ. Giọt Lệ Sầu, Tuyệt Phẩm Song Ca và Chế Linh 18. Vị khách hàng chốt chiếc đài IVA có modem 424 xin gửi cho anh Thiện có địa chỉ tại 119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Vâng, còn chiếc đài nhỏ xinh Na 1019 xin gửi cho anh Hà có địa chỉ tại đường Láng, phường Láng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, và quý vị và các bạn cùng thưởng thức một ca khúc cửa hàng sẽ test chiếc đài Sharp GF3 số 9 về trong buổi tối ngày hôm qua. Vâng, sau đây quý vị và các bạn có thể nghe được bài test của cửa hàng Âm Thanh Lý Hạnh nhé. Anh tội tình chi em bỗng hững hờ, điều gì lầm lỗi em ơi, bọn mình nhỏ to đôi lời, hãy giận hờn mất lòng nhau. Vâng, cửa hàng đang test cuốn băng về trong buổi tối ngày hôm qua. Giá cuốn băng này thì dưới 4 triệu đấy. Em mới đem trao kỷ niệm khó quên đêm nào, thương nhau rồi anh đành phụ sao. Trời ơi, thôi rồi một đóa trà mê, con ông đã rõ đường đi, rõ lỗi về. Trời ơi, yêu người người nỡ đổi thay, yêu người người cười đắng cay, yêu người nông nỗi như thế. Khi không anh lại dối lừa được sao? Im lặng anh quá. Lời nói ngọt ngào. Bây giờ tình đã bay cao, một lần xót xa tôi chào. Ôi xin thề không còn lần sau. Thank you.
mất rồi. Tại em gian dối nên là ăn khổ tôi. Buổi đầu gặp gỡ chưa môi, kỷ niệm mang mãi trên môi, xin ngoéo tay nhau thề chung. Càng quên thêm nhớ vô vàn chẳng yên. Nghĩ mình bạc bẽo vô duyên, để người ta đổi thay đen, cảm chấp nhận số phận buồn. Để cho nhung nhớ không còn nhớ, trả thù duyên kiếp long đong, trả thù ai đã bổn phong, gương đã vỡ sao lần mà kiếp lòng đông, trả thù ai đã bội phân, đường đã vỡ sau này mà mong. Trả thù duyên kiếp lòng đông, trả thù ai đã bội phân, đường đã vỡ sau này mà thông qua clip này, quý vị và các bạn cũng đã được nghe chất âm của chiếc đài sáp GF 3 số 9 cùng với những sản phẩm được cửa hàng test gửi những vị khách hàng có đơn đặt hàng bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm, quý vị và các bạn liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương, âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái, chào tạm biệt.